Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, đây là phần lễ đưa tang cô Phan Thị Mỹ Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả mọi người ai ai cũng rưng dòng lệ, ngậm ngùi thương tiếc cho một kiếp người. Trong những năm vất vả đói kém thì cô cũng đã cố gắng hết mình nuôi cho các con được khôn lớn trưởng thành. Đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì núi cao vời vợi, nước trong nguồn thì chảy mãi không thôi. Sự ra đi của cô Phan Thị Mỹ Ngọc là thật sự để lại cho tất cả mọi người bao nhiêu những nỗi niềm xót xa, thương nhớ khi chính người con đẻ của cô lại ra tay sát hại để đưa mẹ mình về miền cực lạc. Số phận của cô Phan Thị Mỹ Ngọc thật sự là quá xót xa, xúc động. Cả một cuộc đời cô tần tảo nắng mưa, một tay cô đã nuôi ba người con, nhưng cuối cùng cô lại nhận được một sự đau thương, một sự mất mát mà không ai có thể ngờ tới. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, bố mẹ nào cũng vậy, nuôi con từ lúc lọt lòng, bón cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ và lo cho các con quần áo, sách vở, giày dép, học hành. Ai cũng vậy thôi, trồng cây thì cũng mong tới ngày hái quả. Mà sau lúc này, tuổi của cô Ngọc cũng đã đến cái độ tuổi cần nhờ vào các con. Tưởng đâu rằng cô được cậy nhờ và được dựa trông các con của mình, nhưng đến cuối đời cô lại nhận được một cái kết vô cùng cay đắng. Chính người mình sinh ra, chính người ấy những năm ấy vuốt ve che chở, lúc con ốm, lúc con đau, lúc con sốt, lúc con sải, đưa con đi khắp bệnh viện xa cho đến bệnh viện gần những lúc con bệnh trọng. Mà những người làm mẹ mang hết cả những cái tuổi thanh xuân của mình để gắng gượng, để mà nuôi cho các con. Những khi đêm nằm và những khi con còn nhỏ thì chiếu giường ướt rầm rề vì đêm con đi dài ra giường. Kính thưa quý vị, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo mẹ dành con. Đi đâu xa hay là đi ăn cỗ hay là đi chợ, bất kỳ nơi đâu có những miếng ngon nhất thì mẹ lại gói phần mẹ đem về cho con mình. Và tới khi những năm các con còn nhỏ dại, những năm ấy đã từng đói khổ vất vả trăm bề, có khi đi chợ mẹ mua được 5.000 tiền quà, về tới nhà mẹ thì biết rằng mẹ rất là thèm ăn, nhưng vì các con mẹ bảo mẹ đã ăn no rồi, các con hãy ăn đi. Bao nhiêu những từ ngữ, bao nhiêu những lời hay, ý đẹp thì mẹ đều dành hết tất cả cho các con. Mong cho cây tốt, mong cho cây mau lớn để trưởng thành, để đâm chồi nảy lộc, để ra hoa kết trái, để mẹ làm tròn bổn phận là một người mẹ đã lo chu toàn cho các con. Ai có ngờ đâu, cho đến ngày hôm nay cơ sự lại xảy ra đến mức độ như vậy. Chính con mình, chính con đẻ mình sinh ra, lại đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, lại làm cho mẹ có một cái kết cục
đau thương. Cả nghìn đời không bao giờ rửa hết được nỗi đau này, thưa quý vị. Tất cả giờ đây đã vào hư vô. Chỉ còn đằng sau đó những cái câu chuyện đau lòng, những câu chuyện để cho người đời mai mỉa. Cô Phan Thị Mỹ Ngọc hàng ngày vẫn lao động cật lực, vẫn làm may, vẫn cố gắng từng ngày để kiếm kế sinh nhai, và cũng mong cho gia đình có được thêm thu nhập và sẽ được lớn mạnh hạnh phúc. Cuối cùng giờ này đây thật sự quá đau xót. Tất cả mọi người trong làng ngoài xóm, ai cũng đến, ai cũng khóc, ai cũng gọi tên cô Ngọc. Sao đau thương quá Ngọc ơi, Ngọc ơi sao em khổ quá vậy Ngọc ơi. Cuối cùng tất cả đều khóc khi tiễn cô lên đường. Thật sự quá xót xa, thương cô bao nhiêu thì căm phẫn anh Vàng con của cô bấy nhiêu. Tất cả mọi chuyện lúc này đây đều về hư vô tất cả. Chỉ còn những người ở lại là đau xót tâm can. Kính thưa các quý vị, vậy nên giờ đây chúng ta hãy cố gắng lo cho bản thân, lo cho con năm, lo cho bản thân mình năm, để sau này rồi chúng ta về già, chúng ta không vướng bận, chúng ta không phải lo nhiều. Thật sự những hoàn cảnh như gia đình cô Ngọc lúc này đây, không có ai có thể tin được rằng cô ra đi một cách oan uổng, đau đớn đến vậy. Mọi người chúng ta thật sự lúc nào cũng có cái cảm giác bàng hoàng, sợ hãi. Tất cả mọi người chúng ta xem được video này, quý vị hãy cố gắng cùng nhau niệm Phật, niệm A-di-đà Phật để tiễn cho cô Ngọc được thanh cao mát mẻ về chốn vĩnh hằng, cô được an giấc nghỉ ngàn thu. Để pháp luật giờ đây sẽ vào cuộc, sẽ trừng trị đúng người, đúng tội, để cho kẻ dã tâm kia phải chịu tội trước vảnh móng ngựa, để cho linh hồn của cô Ngọc được ra đi thanh thản, cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Sau đây, Khanh Béo TV xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.